Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Dừa sĩ biết hôm nay Triệu Lệ Dĩnh đắc tội thư bạn, Dương Dương được khen, Cung Tuấn gặp rắc rối. Đối với những người yêu thích xem tin tức hoa ngữ thì hầu như họ đều sẽ chú ý đến hàng loạt tin dừa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Hãy cùng Carol xem những ngày gần đây trong showbiz hoa ngữ có tin dừa gì được quan tâm nhiều nhé. 1. Cung Tuấn gặp khó khăn vì những ồn ào. Tin đồn lần này ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến Cung Tuấn. Bất luận là tuyên truyền bên ngoài hay là tiếp xúc với tài nguyên, thì đoàn đội của Cung Tuấn vẫn luôn xây dựng cho anh hình ảnh thần tượng với năng lực tích cực. Giờ mọi chuyện xảy ra như thế này, phía Cung Tuấn đang liên hệ với các công ty quan hệ công chúng lớn để cố gắng làm giảm những ảnh hưởng kia xuống mức thấp nhất. Thật ra thì trong giới vẫn luôn có tư bản muốn kéo những ngôi sao đang hot xuống. Trước Cung Tuấn thì từng có chứng chết hạn rất đai rồi. 2. Thành tích phim mới của Dương Dương tốt chứ? Thành tích của Đặc Chiến Vinh Diệu cũng coi như là khá ổn áp. So với những phim cùng đề tài chiếu thời gian gần đây thì bộ phim này cũng được đánh giá cao hơn. Chỉ có điều nhiều người vẫn nghi ngờ diễn xuất của Dương Dương, cảm thấy anh ấy trong phim có hơi bóng bẩy. Nhưng tôi thấy vai diễn Yến Phá Nhạc này của Dương Dương rất ok đấy. Chúng ta hãy cùng đợi xem những tập tiếp theo anh ấy có đột phá gì không. Tôi cho rằng về khí chất của Dương Dương thì anh ấy hợp với những vai trầm tính, kiểu dạng như vu đồ, ngay cả khi lời thoại ít và chỉ tập trung vào ánh mắt thì cũng mang đến hiệu quả tốt hơn hẳn. Có một điều đáng khen là Dương Dương trong Đặc Chiến Vinh Diệu dùng giọng gốc, anh ấy cũng có nhiều cạnh phải hết nữa. Tuy điều này cũng chẳng đáng để mang ra khoe khoang, nhưng nếu so với nhiều lưu lượng hiện nay thì không phải ai cũng làm được đâu. 3. Tình hình của Quan Hiệu Đồng thế nào? Chuyện về quán trà sữa kia, Quan Hiệu Đồng phủ nhận có liên quan, nhưng dù có thật sự liên quan hay không thì bố của cô ấy cũng không tránh khỏi quan hệ. Rõ ràng việc để bố mẹ là người đứng tên đã giúp Quan Hiệu Đồng thoát được những rắc rối khi xảy ra chuyện. Tuy Quan Hiệu Đồng không còn liên quan gì nữa, nhưng những ồn ào đại ngôn trước đó của cô ấy cũng bị dân mạng lôi ra. Họ mỉa mai cô ấy muốn kiếm tiền mà không quan tâm đến chất lượng. Lần này duyên với người qua đường của Quan Hiệu Đồng lại tụt giảm nghiêm trọng rồi. 4. Trương Tân Thành giờ thế nào rồi? Phim mới của Trương Tân Thành đã được quyết định rồi, anh ấy sẽ tham gia bộ phim Huyện ủy Đại Viện. Tháng sau khai máy, đây là lần đầu tiên Trương Tân Thành hợp tác với Chính Ngọ, vì để nhận được bộ Huyện ủy Đại Viện, anh ấy sẵn sàng từ chối nhiều dự án khác. Hơn nữa anh ấy cũng rất quý trọng cơ hội này. Việc Trương Tân Thành nhận Huyện ủy Đại Viện khiến bộ Đại Tống Thiếu Niên Chí 2 bị hoãn quay, mấy diễn viên khác muốn quay lắm rồi, nhưng lịch trình lại không thích hợp. 5. Triệu Lệ Dĩnh đắc tội thư bạn. Đối với những ồn ào của Triệu Lệ Dĩnh thời gian qua, thật ra là do cô ấy đắc tội với tư bản thực lực mạnh. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại rất muốn truyền hình, cô ấy kén chọn kịch bản, chỉ cần đề tài không thích hợp thì sẽ từ chối ngay, cũng chẳng cho phía nhà sản xuất cơ hội đàm phán thêm. Thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh từ chối rất nhiều kịch bản, trong đó có dự án được phái tư bản lớn đầu tư vào. Triệu Lệ Dĩnh không cho tư bản chút thể diện nào, thế là tư bản quay sang dạy dỗ cô ấy một chút. Gần đây có rất nhiều người theo dõi Triệu Lệ Dĩnh, gần như là 24/24, chỉ để chụp tư liệu đen về cô ấy. Có người muốn thông qua gia đình chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh để dậm đạp cô ấy. Cũng may Triệu Lệ Dĩnh là người rất cẩn trọng trong việc đối nhân xử thế, nên muốn tìm ra chuyện xấu của cô ấy e rằng không dễ dàng. Chỉ là muốn phát triển thuận lợi trong showbiz hiện nay thì phải có sự bảo hộ của tư bản. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh rất ngoan cố, cô ấy không chịu cúi đầu trước các ông lớn, không mua phí bảo kê của Sina. Tương lai những thông cáo bôi nhọ cô ấy sẽ còn rất nhiều đấy. 6. Lưu Diệc Phi từng thử tự uốn tóc, kết quả là không cẩn thận làm cháy tóc và bị người quản lý mắng cho một trận. 7. Gần đây Trần Học Đông có phim lên sóng nên anh ấy cũng mua nhiều thông cáo, khen diễn xuất của mình để thăng tiến, còn nhờ không ít tài khoản Weibo lớn quảng cáo cho. 8. Triệu Lộ Tư giờ coi mình là sao tuyến 1, báo giá thương vụ cũng tăng lên để cho bằng nhiều sao tuyến 1 khác, nhưng so với địch lệ nhiệt ba vẫn thấp hơn một chút. 9. Khi Trương Nhược Quân nhận phim sẽ yêu cầu rõ ràng, mình phải nhất phiên, đồng thời không được để tên nam hai ở bên cạnh mình, tránh tình trạng fan hai bên tranh chấp. 10. Tên Sần vốn muốn để cho Lý Hiện và Dương Tử hợp tác lần hai trong hiện trường mở phiên tòa, nhưng không thành. Hiện tại nữ chính phim này đang được quyết định cho Đàm Tùng Vận.
Tính ra thì thành tích của Đặc Chiến Vinh Diệu hay diễn xuất của Dương Dương đều không quá xuất sắc, bộ này không thể nổi tiếng như mong muốn được rồi. Carol cho rằng Dương Dương vẫn chưa truyền hình thành công, nhưng anh ấy cũng coi như là đã có một bước đệm tốt cho tương lai. Còn chuyện của Cung Tuấn và Quan Hiệu Đồng, dù chưa là thật hay giả, dù có liên quan đến họ hay không, thì hai người cũng sẽ bị những ồn ào kia ảnh hưởng không nhỏ đâu. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.